về lắm rồi. Yeah. Để sau này cháu giữ một cái đà đó để sau này học hỏi cho giỏi, cống hiến cho quê hương đất nước của mình. Việt Nam mình có những đứa con ưu tú như vậy. Yeah. Đó. Còn vấn đề như Tướng Dũng nói, vấn đề tu sĩ mà phản bác á, yeah, là cái điều này chúng ta họ không nên nói lời cay nghiệt như vậy. Yeah. Bởi vì cũng nên khích lệ tinh thần đó, mà khích lệ đây là chúng ta lấy lại những cái lời dung hòa. Ví dụ như cái nào nó khuyết thì chúng ta phải chỉnh sửa. Ví dụ như bây giờ đó là vấn đề mà tưng bốc cháu quá, hen, thì có khi giờ cháu còn nhỏ thì cái nào có cái nó đúng, có cái nó không đúng nè, cho nó mình nói là ngoài lề. Yeah. Nó không nên, cứ để cho cháu sống một cái cuộc sống bình thường, được đi học đi hành tới rồi đây thì ta lớp mẫu giáo rồi tới lớp 1, lớp 2, lớp 3 thì tới phát triển như cô bé như ý đó. Yeah. Ừ. Sau này đó là để đóng góp cho tôn giáo, đóng góp cho Phật pháp, hay quá nè. Yeah. Nói vậy đó. Yeah. Còn yeah, mình tu sĩ mà mình người tu mà mình phản bác vấn đề mà phụ huynh hay cha mẹ nó thế này thế nọ thì điều đó không hay, cũng không nên thầy ha. Ừ, không nên, để mình yeah, khuyến khích người ta, để cho người ta làm tốt thì nên, chứ có gì đâu. Dạ, yeah, bạn theo như thầy thì cháu nó có cái nhân duyên gì với Phật pháp nhiều đời nhiều kiếp không thầy? Theo như mà nhận định của tôi đó thì nói về tâm linh, nhận định của tôi đó thì chắc chắn là cháu nó là những người tu trở lại. Yeah. Những người có kiến thức, bởi vì Phật pháp là Đức Phật có dạy là duy tệ thị nghiệp, chữ duy là giữ cái thị nghiệp, người ta đã có tu rồi mới trở lại, mới coi qua học qua. Chứ 4 tuổi là không ai, không thể nào mà đại bi thập chú này mà thuộc được hết trơn á. Yeah. Cái này là cái bằng siêu phàm mà. Ừ. Không hơi nghĩa là không thể nào là một cái người phàm mà làm được cái chuyện này. Yeah. Đó. Chứ mấy ông đạo. Vâng, thưa quý vị, và ngày hôm nay Tướng Dũng trở lại nơi chùa Bủ Ăn ở tại thành phố Châu Đốc, và Tướng Dũng có thay mặt chị Tuyết Hồng mua 100 kg gạo sóc để đến đây trợ duyên cho chùa, cũng như là nơi chùa của thầy thì có nuôi 12 chị em mồ côi. Rồi mời các anh mình bưng xuống nha. Yeah. Đây các anh em đang làm công trình ở trong chùa, đã khiêng những cái phần gạo này xuống để chở qua bên nhà chùa. Đây là gạo sóc cardon. Nếu mà mình mua số lượng tấn thì người ta bán 10 giá 17, nhưng mà do mình mua 100 kg thì giá 18. Rồi anh em đưa cái bịch bà Hà Núi bánh này lên luôn ha. Đó là bây giờ. Không, đưa nó luôn. Rồi giờ đây thì sẽ đẩy vào bên chùa để trợ duyên cho chùa cũng như là các thầy. Rồi, khiến lên, cố lên. Ô, quá khứ rồi. Rồi. Đây là nhà hàng Hoa Viên Phương Nam tổ chức tiệc cưới sự kiện tại thành phố Châu Đốc. Đây là con đường đi qua bên chùa nè bà con. Tại nơi chùa Bố Ăn, thầy Thích Thiện Giác làm chủ trì chùa. Và hiện nay thì nơi chùa của thầy cô mang 12 trẻ em mồ côi và 4 cụ già neo đơn. Rồi, hôm nay thì chúng ta sẽ đến để gặp thầy và thăm các cháu nhỏ nha. Đây là nơi khuôn viên chùa của thầy nè. Phía bên đây là tượng Mẹ Quan Bồ Tát. Rồi, xung quanh nơi chùa. Rồi. Đây là những cây lan, những chậu lan này bà con. Nơi đây là chánh điện của chùa. Đó. Phía trước này chúng ta thấy có tượng Phật nằm và tượng Đức Bổn Sư. Đó. Đây là nơi trước chánh điện của ngôi chùa nè. Rồi chúng ta sẽ vào bên trong để gặp thầy. Rồi cảm ơn các huynh nha. Yeah. Rồi 100 kg gạo sóc cardon Tiến Dũng đại diện gia đình của chị Tuyết Hồng gửi 10 triệu để phát quà Tết, thì Tiến Dũng hôm nay sẽ chích ra 2 triệu đồng để mua 100 kg gạo sóc cardon 1 triệu 8.
coi như là 18 ngàn một ký. Dạ, con chào thầy. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Đà Phật. Kính thưa quý vị, và ngày hôm nay là ngày 18 Tây, nhằm mùng 8 âm lịch tháng 12. Tứ Dũng tác nghiệp tại thành phố Châu Đốc, thì luôn tiện cũng ghé qua thăm thầy. Như thường lệ, vào những cuối năm thì thầy cũng rất là lo lắng cho các cháu mồ côi về vấn đề là quần áo, rồi cơm áo gạo tiền. Tết nhất các cháu cũng phải có những cái đồ mới. Thì thầy có điện cho Tiến Dũng, thì hôm nay Tiến Dũng đến đây để thăm thầy. Thì như mọi năm bà con người ta hỗ trợ giúp cho các cháu như thế nào, và hiện giờ các cháu đang cần hỗ trợ ra sao, thì thầy có thể trình bày để cho con và quý bà con của chúng ta được nghe. Dạ, Nam Mô Đà Phật. Thì Tết thì còn quần áo, rồi cho mấy cháu nó có quần áo nó mặc đồ Tết đi mà cho nó vui. Rồi hàng tháng thì cũng quý bà con rất ủng hộ, nhưng mà nuôi tụi nó ăn học cho nó thành đạt đến nơi đến chốn vậy đó. Dạ. Thì quý vị cũng biết rồi, nuôi con nuôi cháu mình ở nhà cũng biết, nuôi đường dài chứ không có nuôi đường ngắn được. Ngày nào cũng phải lo cơm áo gạo tiền cho nó cặp sách đi học đó. Hôm rồi thì thầy có cho Tấn Dũng nó hay, nó có để kêu gọi mạnh thường quân ủng hộ. Thì hôm nay Tấn Dũng đến thì chùa giờ nuôi được tổng cộng là 13 bé. Hôm giờ thêm một bé đó, bé nó ngồi đang ăn đó. Thì cha nó thì chết hồi bữa Covid đó, rồi là ở Sài Gòn. Rồi mẹ nó mười mấy tuổi gì đó hà, rồi mẹ nó thì nuôi được năm mấy rồi giao lại cho bà cố thì tai biến nữa, đâu có khả năng nuôi nổi nữa, rồi gửi xuống chùa để nuôi tiếp tục. Đó. Rồi chùa được bốn cụ, năm cụ. Năm cụ có thể chú gãy cho nó năm cụ. Rồi thì cũng mất sức lao động hết rồi. Thì mạnh thường quân ủng hộ xa gần người ta tiếp gạo thóc đựng mà cho Tấn Dũng nó hỗ trợ đem vô nó lo nó nuôi tiếp thầy. Mô Phật. Dạ thưa thầy, thì hôm nay con đến đây thăm thầy và các cháu. Thì được biết tại nơi đây thầy luôn luôn cưu mang những cháu mồ côi và các cụ già neo đơn. Và hiện giờ thì thầy cũng là đang cần sự hỗ trợ của bà con. Thì hôm nay con đến đây trước tiên là thăm viếng thầy, và sau đó cũng thay mặt hai vị mạnh thường quân để mua 100 kg gạo và một ít tịnh tài để trợ duyên với thầy. Tết đến là chuẩn bị để mà có một ít quà bánh và cho các cháu những bộ đồ mới. Thì hôm nay thì con chỉ hỗ trợ được có là thứ nhất là chị Tuyết Hồng ở chị có gửi 10 triệu để phát quà Tết, nhưng mà con chích cho 2 triệu để là mua 100 kg gạo là 1,8 triệu, còn lại 200 ngàn. Thứ hai nữa là chị Hương Đỗ ở bên Mỹ có gửi là cúng dường với thầy để cho nuôi dưỡng các cháu là 100 đô là 2,4 triệu. Thì con xin trao số tiền đó là một tổng cộng là còn lại 2,6 triệu và 100 kg gạo. Nãy giờ con đã có đem vô đó thầy. Dạ, Mô Phật. Dạ, thì con xin trao số tiền 2,6 triệu cho thầy. Dạ. Còn sắp tới bà con nào thấy được xem được video này thì bà con có thể là đồng hành tiếp tục với thầy. Dạ. Tại vì cái dịp Tết này thì con cũng đang lo lắng về vấn đề phát quà Tết cho bà con đó thầy. Mô Phật. Dùng miền núi đó. Dạ. Dạ. Thì con xin trao số tiền 2,6 triệu và cộng với 100 kg gạo của chị Tuyết Hồng là 2 triệu, mua 100 kg gạo là 1,8 triệu, gạo sấp cao đơn, và chị Hương Đỗ 2,4 triệu. Dạ, Nam Mô Đà Phật. Xin kính chào cho thầy. Dạ, thưa thầy, nhận 2,6 triệu của quý vị mạnh thường quân không? Dạ. Con nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho quý vị vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường, luôn luôn sống với ánh hào quang của chư Phật. Nhân dịp xuân về Tết đến, cũng cầu chúc cho gia quyến của quý vị tăng lộc, tăng phước, tăng thọ, bồ đề tâm tăng trưởng. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô Đà Phật. Dạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính thưa quý vị,
Thì sau khi Tiến Dũng đã thay mặt chị Đỗ Hương ở bên Mỹ hỗ trợ với thầy cùng với chị Tuyết Hồng, thì hôm nay Tiến Dũng đến đây để thăm viếng thầy và cũng có một câu chuyện để bạch với thầy. Thưa thầy, hôm nay thì thầy có xem qua những cái video của bé Tường Lam 5 tuổi biết ăn chay và thường thuộc những cái bài chú của kinh Phật, chẳng hạn là chú Đại Bi, chú Lăng Nghiêm, rồi cháu có khuyên bà con mình là ăn chay niệm Phật rồi phát gạo. Như vậy thì thầy bé như thế nào, thầy trình bày cho bà con mình được biết ạ. Dạ, Nam Mô Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Tấn Dũng, kính thưa toàn thể quý vị cộng đồng mạng gần xa thân mến, thì cháu mà bé Tường Lam nghe nói là quê cha mẹ cháu thì ở Đồng Tháp. Dạ. Hiện tại cha mẹ sống thì ở Bình Dương đó. Thì nghe qua thấy thì cháu mới có 4 năm tuổi gì đó mà cháu là học được, thuộc được cái chú Đại Bi. Mà cái chú Đại Bi, cái thập chú này là cái mấy cái chú này đó là có thể là mà mấy đạo mà vô người bình thường mười mấy 20 tuổi mà vô chùa có thể là 5-6 tháng mới thuộc hết cái Đại Bi thập chú này đó. Nó không có đơn giản được. Như là khó học á thầy. Khó học mà khó nhớ. Đại Bi vú chú là tiếng Phạn không à. Mà cháu thuộc rành rẽ. Rồi cháu là thấy trên cháu đọc mấy cái bài cúng của quyền là bên của Đức Thầy Đức Bình Giáo Chủ dạy. Rồi đọc thêm cái nhất nguyện cầu, nhị nguyện cầu, tam nguyện cầu đó, cái đó tôi không có thuộc. Rồi thấy cháu đọc ron rót đó hết trơn. Như vậy là thấy tuyệt vời quá, hay quá. Như vậy thì Việt Nam mình thì có những cái được những đứa con ưu tú như vậy. Có thể sau này là cống hiến cho quê hương, cho đất nước Việt Nam mình, cống hiến bằng cái trí tuệ của đạo pháp như vậy thì rất hay. Đó. Cũng như là cháu như ý. Đó. Rồi cháu như ý đó, bây giờ đó thì lớn rồi mình kêu bằng cô được, chứ hồi cháu hồi lúc đó thì thấy nhỏ nhỏ gì. Dạ, lúc đó cũng 8 tuổi 9 tuổi vậy đó. Mà tôi nghe trên diễn đàn á là cháu lên thuyết trình ở dưới này, tôi coi trên mạng tôi cũng hót tim chứ không có vừa. Bởi vì thấy cổ còn nhỏ quá mà lại là ngồi đăng thuyết trình ở dưới này là nghe là hàng trăm người mà người lớn tuổi nữa. Mà quý vị biết là bên cho quý vị mà bên tín đồ Phật giáo và hảo là những người trí thức cũng nhiều lắm chứ. Mà 4 cái cuốn Đức Thầy dạy thì có thể là rành rẽ hết. Mà nghe là cháu thuyết trình như vậy cháu nhỏ giờ tôi cũng hót tim. Đấy, nhưng mà cuối cùng lại là cháu học thế thì có thông minh, học đâu biết đó, nói đâu rành rẽ đó. 33 vị tổ tu chứng đắc như thế nào. Tu cái cách nào chứng đắc như thế nào, rồi lịch sử Đức Phật chỗ nào, chỗ nơi nào chứng đắc làm sao, nói rành rẽ. Lúc đó là tôi hết lo rồi. Rồi tới bây giờ thì cổ thành danh, thành người lớn rồi. Tới nay thì thấy cổ trên YouTube thấy cổ bự đó lớn rồi, thành là thiếu nữ, thành thư bằng cô được rồi, không còn kêu bằng cháu nữa. Đó. Thì như vậy trở lại cái cháu mà Tường Lam này đó. Thì nghe những người mà tu sĩ mà phản bác, nghe không, cái tư tưởng mà trái chiều quá mà. Mình những từ là trái chiều thì chúng ta cũng không nên, cũng tới đây chúng ta dừng lại đi, không có nên mà để mình nói những phản bác những trái chiều. Rồi cũng tán thán công đức của cha mẹ của cháu Tường Lam sanh ra được đứa con thông minh như vậy, rồi ra cho án cho cháu nó ăn học tới nơi tới chốn, rồi để đem cái công sức, đem cái trí tuệ của mình cống hiến cho quê hương của mình. Mình tự hào chứ, tự hào Việt Nam mình có những người con ưu tú như vậy. Cũng như cô như ý đó, thấy không, tôi mình Việt Nam mình cũng tự hào vậy. Đất nước mình cũng có những người mà có tài, những người mà lên thuyết trình mà giảng dạy được, học đâu nhớ đó, nó quá giỏi rồi. Để đem ánh sáng Phật pháp này lan tỏa ra đó, trong nước và ngoài nước mọi người được tu học đó. Rồi cháu được ăn chay đại thuộc Đại Bi thập chú cúng lại theo cái chân truyền của Đức Bình Giáo Chủ dạy thành rẻ lắm. Cũng như là cái người lớn vậy đó. Còn vấn đề mà bực phụ huynh cũng như là lòng vòng trong đó, bà con rồi đó, chúng ta cũng không có nên là xưng tụng tán thán quá.
thành ra để cho cháu sống một cái sống cuộc sống tự nhiên, mà cái sống tự nhiên đây để cháu từ nhỏ học rồi từ nhỏ tới lớn lên đó, chứ để chúng ta tháng quá mà tán tháng quá rồi cái cháu nó thành ra cháu nó đâm ra cái tự mãn, thấy không, ra cái nhạo mạn, thành thứ ra nó không sống một cuộc sống của người bình thường. Chúng ta xưng tán quá như cho cháu như thần như thánh cái đó không nên. Còn sanh ra những cái đứa con mà ưu tú vậy là rất tốt đó. Khuyên người ăn chay, rồi khuyên người nghĩa là không sát sanh, rồi dạy nghĩa là nhắc nhở bà con, khuyến khích bà con bố thí gạo giúp đỡ người nghèo, thì đó trong cái lục độ vạn hạnh cũng có Phật dạy rồi. Lục độ vạn hạnh thì bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ, thì cái điều đó hay lắm. Còn những đề những cái lời trái chiều thì chúng ta không nên nói, không nên phản bác làm chi, hiểu không? Đó, rồi rồi hỏi lại, rồi mấy em mà bên YouTube lại hỏi rồi số mạng gì, số thọ mạng, số tuổi gì đó. Cái đó chúng ta cái đó điều đó nó không đúng với chân lý. Bây giờ Phật dạy đó là đời sống con người là hai chữ vô thường. Đó. Rồi nó thành thứ ra mà mình nó hỏi vấn đề mà tuổi thọ mạng rồi cháu nói lung tung cái nó mất đi cái quan điểm hay. Rồi người này phản bác gì người kia nói ngược ý nói trái chiều ra đâm ra thì nó không hay ở trên cái cộng đồng mạng. Nó vậy đó. Dạ, vậy mạng... theo như thầy thì cháu nó có cái nhân duyên gì với Phật pháp nhiều đời nhiều kiếp không thầy? Theo như mà nhận định của tôi đó thì nói về tâm linh, nhận định của tôi đó thì chắc chắn là cháu nó là những người tu trở lại. Những người có kiến thức, bởi vì Phật pháp đã ra Đức Phật có dạy là duy tệ thị nghiệp. Chữ duy là giữ cái thị nghiệp, người ta đã có tu rồi mới trở lại, mới coi qua học qua. Chứ 4 tuổi là không ai, không thể nào mà đại bi thập chú này mà thuộc được hết trơn á. Cái này là cái bằng siêu phàm mà. Không hơi là nghĩa là không thể nào là một người phàm mà làm được cái chuyện này. Đó. Chứ mấy ông đạo mà lớn tuổi mười mấy 20 tuổi đây đó, như tụi tôi thì đó vô chùa học đó, thì cũng là 5-6 tháng mới thuộc hết chứ làm sao mà thuộc nổi. Mà cháu nó nghe qua mới lớn mà làm sao mà ai mà dạy nó đâu. Làm sao mà dạy được, nó thông minh mới học được đó, thông minh mới làm được cái chuyện này. Chứ lại bị thập chú này vô chùa 5-6 tháng mới thuộc được chứ không phải dễ đâu. Rồi cháu nó nghe qua vậy đó, nghe nói mẹ nó mở cái gì nó YouTube vậy đó, nghe qua 2-3 lần đó nó thuộc rồi, làm như nó đó nó ẩn do bằng duy tệ thiên nghiệp đó, trong cái tàng thức đó, cái tàng thức này nó đã kiếp trước nó trở lại, nó có người, nó là người tu trở lại. Thành ra kiếp này nó có lúa nó mót sẵn, nó làm sẵn rồi, nó lấy ra là nó ăn thôi. Cái giống Phật pháp nó có sẵn rồi từ đời trước rồi đó. Rồi cộng lại bây giờ nó là lại thêm nữa là bây giờ ăn thức ăn không được, ăn chuối với cơm không. Coi như là cháu nó ăn chay từ nhỏ ha. Ăn chay mà ăn chuối với cơm, không ăn cái gì khác hơn hết trơn. Để nó mẹ nó cũng có bồi dưỡng là sữa đồ thêm, nó chút đỉnh thêm nữa đó. Chứ còn ăn ngoài ra không có ăn được. Như vậy là những người này là những cái bằng siêu phàm nhập thánh rồi. Không phải là cái người thường. Thành tựu ra đó thì nó chắc chắn là người tu trở lại. Thì chúng ta là cũng tự hào là đất nước của mình, Việt Nam của mình. Không biết nghe nói cô Như Ý này đâu, cũng ở cũng ở An Giang mình bị trên ở Vĩnh Hậu vậy. Cũng ở vậy thì An cũng huyện Phú mình đây nè. Thấy không? Thành thứ ra là mình đó là sanh ra ở cái Việt Nam mình, cho bằng cái là dùng Thất Sơn Bảy Núi mình, cái dùng làm bằng sông Cửu Long mình nè, cho bằng địa linh sanh nhân kiệt á. Thành thứ ra sẵn sanh ra cái người con đó là tu hành nhiều. Đó, những người có tài có trí như vậy đó, mặc dầu tuổi trẻ nhưng mà làm được nên cái chuyện lớn đó, cống hiến cho cái trí tuệ, cống hiến cho cái nền mà văn hóa Phật pháp như vậy thì đáng mừng đáng khen chứ. Thấy không, được nhiều thì tốt quá rồi đó. Thành tựu ra thì nhân như dịp này thì cũng ngõ hầu khuyên các huynh đệ, những người xuất gia, những người chúng ta không nên mà phản bác, không nên nó là bài bác làm chi, thấy không? Khuyến khích gia đình như các cháu nó làm cho đúng với chân lý, đúng với chánh pháp, đúng với hiến chương của đảng nhà nước mình, đúng với hiến chương của tôn giáo, để cho đất nước mình càng ngày càng là có một cái niềm tin đối với là Phật pháp, đối với trong trên cộng đồng, đối với là thế giới,
người ta nhìn vào cái đà Phật giáo của mình để người ta noi theo đó, người ta để người ta tu. Dạ. Nó vậy đó. Chứ còn mà mình cứ nói qua nói lại thì nó cũng không tốt. Dạ. Dạ. Cũng như cô bé như ý đó. Đó giờ tôi ngồi tôi nghe kèn ở dưới này cả một cái hội trường cả gần cả trăm người mà tín đồ Phật giáo của Hảo, là những cụ đó là người ta đã nghiên cứu là dạy của Đức Thầy rất là kỹ lưỡng rành rẽ, mà cháu lên cháu nói thao thao bất thiệt cho đó, cái trí nhớ giỏi quá giỏi rồi. Dạ. Tôi hót tim chứ. Đó, nhưng mà cuối cùng nữa là bây giờ cổ lớn rồi đó. Dạ. Trước giờ thì cũng chưa có dịp gặp cổ lần nào đó, thì cũng là đáng khen, nghe không? Rồi đó là cô nói là có thời giờ mà học Phật pháp nhiều, rồi để truyền bá cái tư tưởng của Phật giáo để cho đến với mọi người, người ta hướng thiện, nghe không? Là cái điều hay quá, nó vậy đó. Dạ. Cảm ơn thầy đã chia sẻ qua câu chuyện của bé Tường Lam. Coi như là mình thấy cháu rất là thông minh và đồng thời là có một cái duyên sâu với Phật pháp. Dạ. Nó mới học nhanh như vậy chứ. Dạ. Bây giờ biết bao nhiêu đứa trẻ mà đâu có được là bao nhiêu đứa mà thuộc được những cái bài kinh như vậy. Thì mấy đứa trẻ bây giờ ví dụ như là cầm máy ra là chơi điện tử hoặc là nó chơi game hoặc là nó coi hoạt hình này kia. Nhưng mà riêng bé Thiền Lam thì mình thấy là cháu có một cái nhân duyên sâu với Phật pháp á thầy. Dạ, mô Phật. Nói những lời lành rồi khuyên bà con mình đó là niệm Phật, ăn chay, tránh sát sanh để tạo nghiệp. Đó. Dù thấy cái này cháu này trước cũng có cái căn lành, cũng có cái người tu mà phải trở lại đó ha. Thành ra là không có cái là người tu trở lại đó, thành ra còn bằng duy tuệ thiện nghiệp đó. Dạ. Duy tuệ là giữ được cái nghiệp tu á. Duy tuệ là gìn giữ được cái trí tuệ đó. Dạ. Mà tới ngày nay thông minh như vậy đó. Thành ra tôi thấy mấy vị hòa thượng lớn ở bên Phật giáo này cũng là rất là thông minh. Những vị đó là với hòa thượng Thiện Nhân rồi nó nói chuyện là hòa thượng bên khắc sĩ, rồi có hòa thượng nhiều quên rồi không á. Hòa thượng Giác Toàn cũng vậy, nói cũng hay. Hòa thượng Giác Nhiên cũng vậy đó. Nói hoài được hoài, nói pháp được hoài được hoài. Cái trí nhớ của mấy vị đó là kiếp trước đã tu nhiều đời rồi, nên kiếp này trở lại thì cứ việc đó là học Phật pháp rồi cứ đem ra phổ quá chúng sanh thôi. Đi giảng pháp mà ta nói từ sáng tới chiều nói hoài được hoài. Mình nói lát mình quên chân. Nên vậy đó. Dạ. Để kết thúc cái video này thì thầy có đôi lời gì để gửi đến quý bà con mình trong cái dịp Tết đến xuân về không thầy? Rồi nhân dịp cũng không còn bao nhiêu ngày nữa Tết đến. Dạ. Thì cũng nhắc nhở bà con của mình gần xa. Thì bây giờ thì chủ trương của đảng ra nhà nước á, thì vấn đề mà an toàn giao thông cũng là một cái trọng tâm. Yeah. Đó cũng là một cái nhức nhối của trăn trở của nhà nước đó. An toàn giao thông thì là chúng ta là người Phật tử, chúng ta người con Phật thì chúng ta phải là du xuân, nhưng mà ăn nhậu đừng có quá đà quá chén, rồi đây nó gây tai nạn giao thông, rồi mình nó là tàn tật, người kia cũng tật nguyền. Yeah. Đó rồi làm khổ cho mình, làm khổ cho gia đình, làm khổ cho xã hội. Mà trong đó thì cái giới thứ năm là cái giới là rượu bia đó, thì cũng nhắc nhở bà con Phật tử, con em Phật tử mình đó là nhắc nhở con cháu mình ăn uống rồi ăn nhậu cho nó chút đỉnh, đừng có làm cái xe quá đà rồi gây tai nạn, rồi ra nó có những cái mà không có thương tâm nó khổ lắm đó. Thì thôi nhân dịp mà xuân về Tết đến, rồi cầu chúc cho bà con gần xa Phật tử mọi nơi đó đón một cái mùa xuân vui lạc, vô mà vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường đó, làm ăn phát đạt cho trong năm mới. Yeah. Chứ năm cũ này năm nay bà con ai nấy mặn ăn khó khăn quá. Mù Phật cho Phật tử ai cũng than hết trơn á. Ai cũng than hết trơn làm ăn khó ra tiền quá. Yeah. Đó thôi, Nam Mô A Di Đà Phật nghe. Vâng, cảm ơn thầy đã dính thời gian chia sẻ qua câu chuyện của bé Thường Lam. Ngô Phật. Để cho bà con khán giả của kênh được nghe qua. Và bước sang năm mới thì con cũng kính chúc cho thầy luôn luôn được sức khỏe để chăm lo cho là 13 cháu mồ côi. Ngô trước Phật. Đây thì 12 mà hôm nay đến thấy thầy nhận thêm một cháu nữa. Nghĩa năm cụ già. 13. Rồi lớp trước là 4 cụ già. Mà hôm nay thì thêm nữa thầy. Thêm cụ nữa là 5 cụ.
đó, thì thầy cũng là gánh nặng về vấn đề là cưu mang các trẻ em mồ côi và các cụ già. Thì cũng mong bà con Phật tử xa gần khi mà xem được video này trợ duyên hàng tháng để giúp cho thầy là cơm áo gạo tiền để lo cho các cháu đi học. Tại vì là thầy vừa làm là thầy, rồi vừa làm cha mà vừa làm mẹ luôn. Coi như là lo trong lo ngoài cho các cháu. Tuy nhiên thì ở trong chùa thì cũng có những là cô chú cũng là chung tay trợ giúp cho thầy từ cơm nước rồi là trông coi đưa rước các cháu, nhưng mà thầy là trọng trách là nặng nhất, là lo trong lo ngoài lo các thứ đó. Thì cũng mong bà con mình khi mà có hữu duyên xem được video này thì có thể liên hệ đến chùa của thầy, ở đây là chùa Bủ Ăn. Vị trí đâu thầy? Ở khóm Châu Thứ Hai, dạ, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, dạ, tỉnh An Giang, dạ, chùa Bủ Ăn ha. Rồi thầy có thể cho bà con mình số điện thoại của thầy để các bà con ở xa gần có thể là liên hệ trực tiếp với thầy. Dạ. Dạ. Số điện thoại thì cái số Zalo thì 0939272565. Dạ. Còn cái số gọi với thì 0937742122 là dạ, cái số gọi số liên lạc đó, ha. Mô Phật. Dạ, quý bà con nào hữu duyên thì có thể đến trực tiếp chùa thầy để thăm viếng, hay hoặc là ở xa gần thì đồng cái giờ chung tay để cho chăm lo cho các cháu cùng với thầy. Và kính chúc cho thầy luôn luôn được sức khỏe. Và Mô đây cũng xin được thân ái mến chào. Dạ, dạ. Chúc mọi người luôn luôn gặp nhiều may mắn và bước sang thềm năm mới công việc hanh thông thuận lợi và làm ăn phát tài phát lộc. Và đây cũng xin được lời phép kính chào.